Thôi được rồi, ở tiết trước thì chúng ta đã được ôn tập và kiểm tra. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu một bài hát mới, một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Phước Liên. Đó là bài hát Ngôi Nhà Của Chúng Ta. Đứng lại, cậu kia sao giờ đi học?
Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Bỏ mũi ra rồi ngồi xuống đi. Lần sau tôi đi học muộn đấy nhá. Đi học muộn là thầy cho đứng đấy nhá. Ô, nó chân thái với nó tới rồi, thế không vậy? Ô, vô. Nhưng mà thật.